Kính chào quý vị khán giả, sau đây là phần điểm tin thời sự lúc 16 giờ chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Vào sáng 30 tháng 9, Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Euromoney đồng tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ đề của Diễn đàn Đầu tư năm nay là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài, cải cách khu vực ngân hàng, phát triển thị trường vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực bất động sản, đầu tư vào nông nghiệp và phát triển kết cấu hạ tầng, điện. Tham dự diễn đàn có đại diện của hơn 600 quỹ đầu tư, chuyên gia kinh tế và các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo trong thời gian tới, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán và đây là cơ hội tốt cho các đối tác nước ngoài tìm hiểu cơ hội mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp nhà nước vào Việt Nam, khuyến khích các tập đoàn nước ngoài có tiềm lực tài chính, công nghệ, thị trường tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và mua bán sáp nhập của Việt Nam. Chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam đã tăng tới 12 bậc so với giai đoạn 2014-2015, song vẫn kém xa so với Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Đây là bảng xếp hạng mới nhất trong báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2015-2016 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố vào ngày 29 tháng 9. Hiện khả năng cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam đạt 4,3 điểm, xếp ở vị trí 56 trên 140 nền kinh tế được Diễn đàn Kinh tế Thế giới khảo sát vào năm nay. Chỉ số cạnh tranh của Việt Nam năm nay có sự cải thiện so với các năm trước. Thứ bậc trên bảng xếp hạng đã có sự cải thiện năm thứ ba liên tiếp. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã lấy số liệu GDP bình quân đầu người của Việt Nam vào năm 2013 là hơn 1.900 đô la Mỹ một người một năm. Với mức này, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã cho điểm và xếp hạng khả năng cạnh tranh của Việt Nam vào nhóm các yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Theo nghị định vừa được chính phủ ban hành thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được miễn thị thực 5 năm và ngắn hơn thời gian sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất là 6 tháng. Các điều kiện để được miễn thị thực bao gồm có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 1 năm, có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. Người đề nghị cấp giấy miễn thị thực đang cư trú ở nước ngoài và người đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp giấy miễn thị thực. Giấy miễn thị thực được cấp cho người nhập cảnh Việt Nam thăm người thân, giải quyết việc riêng. Giấy miễn thị thực được cấp riêng cho từng người, trẻ em có chung hộ chiếu với cha mẹ, được cấp giấy miễn thị thực chung với cha hoặc mẹ. Việt Nam sẽ xây dựng và phát triển 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Bắc, Trung, Nam. Đây là một nội dung trong quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, Chính phủ sẽ đầu tư nâng cấp Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phát triển thành trung tâm công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc. Đầu tư bổ sung cho Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh để phát triển thành trung tâm công nghệ sinh học quốc gia miền Nam. Đầu tư ban đầu phát triển cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung. 3 trung tâm công nghệ sinh học này sẽ giải quyết các nhiệm vụ mang tầm chiến lược quốc gia, từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu công nghệ tạo các sản phẩm chất lượng cao cho sản xuất thử nghiệm và quy mô công nghiệp. Tùy vào cơ cấu tổ chức, mỗi trung tâm có trung bình từ 200 đến 500 cán bộ. Tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày hôm qua tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ nội các vào ngày 7 tháng 10 tới nhằm tập trung thực hiện một loạt các biện pháp khôi phục kinh tế. Cũng trong ngày này, ông cũng sẽ cải tổ bộ máy lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền. Theo các quan chức chủ chốt trong chính phủ Nhật Bản, thì Thủ tướng Abe chưa tiết lộ chi tiết về danh sách nội các mới, song có nhiều khả năng ông sẽ giữ lại các thành viên như Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga và Ngoại trưởng Fumio Kishida. Ông Abe tuyên bố đảng LDP là nơi phát hiện những nhân tài, từ những nhân vật kỳ cựu đến người ít thâm niên, gồm cả nam lẫn nữ, đồng thời cho biết ông có kế hoạch duy trì cơ cấu chính của nội các và ban lãnh đạo LDP. Nội các hiện nay được Thủ tướng Abe thành lập từ tháng 12 năm ngoái, sau cuộc tổng tuyển cử. Liên quan tới cuộc khủng hoảng di cư, vào hôm qua trong một cuộc họp bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G7 đã cam kết sẽ phân bổ 1,8 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các tổ chức viện trợ nhân đạo cũng như các quốc gia có liên quan tới cuộc khủng hoảng di cư hiện nay. Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết số tiền trên sẽ được phân bổ cho các tổ chức cứu trợ quốc tế của Liên Hợp Quốc như Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Chương trình Lương thực Thế giới.
đồng thời cũng hỗ trợ cho các quốc gia phải tiếp nhận người tị nạn. Trong khoản cam kết này, riêng Đức sẽ đóng góp 100 triệu euro. Với số tiền này, các ngoại trưởng G7 hy vọng có thể cải thiện đời sống xã hội ở những nước xuất phát điểm của người di cư, đồng thời làm chậm lại dòng người tị nạn đang ồ ạt sang các nước khác. Hungary hôm qua đã kêu gọi Liên Hợp Quốc đặt ra hạn ngạch tiếp nhận người di cư trên toàn cầu, đồng thời cho rằng sẽ là không công bằng nếu một mình châu Âu phải tiếp nhận những người tị nạn đến từ Syria. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết, cho rằng tất cả các nước lớn trên thế giới cần chia sẻ gánh nặng về người di cư. Do vậy, Liên Hợp Quốc nên áp đặt hạn ngạch cho các nước này. Dự kiến Hungary sẽ chính thức gửi đề xuất này lên Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 9. Đề xuất trên của Hungary được đưa ra sau khi nước này bị chỉ trích vì những hành động ngăn cản người di cư như đóng các cửa khẩu hay dựng hàng rào thép gai tại biên giới. Bên cạnh đó, ông Szijjártó cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ cho các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordani, những nước phải đón khoảng 4 triệu người rời bỏ Syria vì cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại nước này. Phần tin vắn chiều đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.